Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2020, nhằm ngày 28 tháng 2 năm Canh Tý. Hiện giờ là 6 giờ rưỡi sáng giờ Việt Nam. Giác ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, thực ra trong thâm tâm của Giác Nhàn muốn mỗi buổi sáng nói chuyện không những ở khu chiên tu trong gần 2 năm nay, mỗi buổi sáng dùng sáng xong thì Giác Nhàn thường chia sẻ trong những lúc buổi sáng đó, thì sau khi công phu xong, dùng sáng xong thì trong tâm của Giác Nhàn cảm giác thấy rất rất muốn chia sẻ những điều gì mà trong tâm tưởng của mình được học qua văn sao. Tuy nhiên gần 2 năm nay thì chia sẻ tại khu chiên tu thôi chứ không có phát trực tiếp lên Tịnh Thất Quan Âm được. Thì trong thời gian qua thì cũng có lên Tịnh Thất Quan Âm để sắp xếp công việc cũng chia sẻ. Tuy nhiên khi chia sẻ Tịnh Thất Quan Âm thì ở dưới viện chiên tu không có nghe được. Thì trong lòng mà nghĩ chắc cũng phải 1-2 năm nữa nó mới ổn định về cái cơ sở hạ tầng, tức là cái phòng ốc vân vân mọi thứ và đường truyền internet rồi bố trí. Tuy nhiên chắc cũng do tấm lòng ngu thành quá tha thiết muốn đem văn sao để truyền tải cho anh em huynh đệ ở khu chiên tu cũng như trên Tịnh Thất Quan Âm và cũng như trên toàn thế giới đã có tín nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Với lòng tha thiết như vậy cho nên Phật gia hộ tuy rằng vẫn là cơ sở hạ tầng y như cũ được bố trí lại một số những thiết bị và kéo internet vô khu chiên tu để buổi sáng Giác Nhàn chia sẻ, thì khu chiên tu cũng thọ nhận được, mà trên Tịnh Thất Quan Âm cũng như tất cả quý Phật tử về cộng tu trên Tịnh Thất cũng thọ nhận được. Thì mỗi buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu thì thường Giác Nhàn nói chuyện chỉ trong nửa tiếng thôi, khoảng 6 rưỡi đến 7 giờ sáng.
Thì hôm nay thứ bảy thời gian đại chúng rảnh cho nên gián nhàn nói chuyện 1 tiếng từ 6 rưỡi đến 7 rưỡi mỗi ngày như vậy. Giữa nhàn thấy cái tác dụng mà mình nghe pháp không nhiều quá mà không ít quá đó thì nó có tác dụng. Nhiều lúc trên pháp hội gián nhàn nói chuyện có những lúc 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi. Một số quý Phật tử tiếp thu không nổi, ngủ gục, mệt, ít thôi. Tuy nhiên có một số các vị tiếp thu được nhưng mà thọ là nhận, tức là nhận qua từ con mắt của mình nhìn thấy cái khung cảnh. Thọ là nhận từ lỗ tai của mình nhận những âm thanh của giác nhàn nói chuyên chở những lời trong văn sao. Nhưng mà không gìn giữ được. Thọ nhưng mà không có trì, tức là không có gìn giữ được, cho nên nó phai nhạt từ từ rồi nó cũng từ từ chìm lắng sâu vào trong cái a la gia thức, cho nên nó không có khởi được cái tác dụng để mình nhớ mình hành trì. Cho nên vẫn nhàn nghĩ lại thấy mỗi buổi sáng nói chuyện như vậy nó rất là thoải mái mà nó không có chuẩn bị nhiều về cái tư tưởng của mình để lên pháp hội. Rất là tự nhiên thoải mái. Vì cái bản tính thanh tịnh của mình vốn nó là tự nhiên, nó không có gò ép á, thì nó xuất sanh ra những cái tư tưởng cũng như lời nói nó khế hợp với chân tâm. Cho nên thành ra cái việc mà để lên pháp hội giảng đó thì những ngày lễ lớn thì giác nhàn mới lên. Vì ở khu chuyên tu thì trong thâm tâm thường muốn lưu trụ ở đây thời gian dài để mà dụng công. Cho nên thành ra ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà giác nhàn nghĩ chắc phải 2 năm, 1 năm mấy sau mới có thể thực thi được cái chương trình này. Tuy nhiên nó hội tụ đủ cái chương trình này ngoài cái ý muốn, ngoài sức tưởng tượng và nhanh cấp kỳ như vậy chắc là cũng do cái sự gia trì của Phật Bồ Tát, nhất là Tổ sư Ấn Quang. Ngài tâm huyết nhiều cái lá thư, Ngài có nói rằng các vị nếu mà tin tưởng bộ văn sao của Quang thì chắc chắn cuộc đời của quý vị sẽ thành tựu được cái chí nguyện bản sanh. Vì tất cả những điều trong văn sao Quang nói không phải tự ý đâu. Điều nói từ những lời của Phật Tổ rút ra từ kinh tạng, vì Ngài đọc được xong và thấm thấu và hành trì cái bộ Đại Tạng Kinh, cho nên Ngài có một cái uyên bác về cái nội điển rất là sâu và những cái hành trì của Ngài cũng rất là sâu. Nhưng cái bộ văn sao Giác Nhàn thường nói đó là một cái bộ sách hoằng truyền trọn vẹn tam tạng kinh điển, kinh lục luận của Phật. Và cái bộ văn sao này có cái sức ảnh hưởng 9.000 năm mạt pháp còn lại. Vì sao Giác Nhàn nói như vậy? Vì đọc vào trong văn sao là cái ngôn từ của Ngài chuyên chở những cái hành trì của Ngài và chuyên chở những cái giáo lý nghe tưởng chừng thấy bình thường nhưng không phải là bình thường. Bởi vì Ngài nói từ cái sở chứng của Ngài không. Vì vậy cho nên nếu mà thật sự anh em huynh đệ mà những người đang ở khu chuyên tu cũng như trên tỉnh thất, nếu mà chịu mà hành trì cái bộ văn sao này thì một đời thọ dụng không hết. Và khi bỏ báo thân này thì chắc chắn vãng sanh Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Chứ Ấn Tổ Ngài thường nói đó là nếu mà hành trì văn sao đó thì sống dựa vào bậc thánh hiền, sống dựa vào bậc thánh hiền, mất niệm trước vừa diệt là niệm thọ mạng của mình vừa hết, niệm sau liền sanh liên thai, vãng sanh Tây phương cực lạc, thọ dụng ngang với Phật, thọ dụng về thân tướng là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thọ dụng về công đức mà Phật Ngài đã tạo ở bên Tây phương cực lạc, thọ dụng cho đến khi thành Phật luôn chứ không thối chuyển nữa. Cho nên hôm nay cái buổi nói chuyện đầu tiên ở tại nơi khu chuyên tu mà phát trực tiếp lên tỉnh Thất Quan Âm, thì Giác Nhàn hiện tại đang ngồi nhìn lên quý chú rất là thông minh bố trí một cái màn hình để Giác Nhàn nhìn thấy quý thầy đang thọ trai điểm tâm sáng, thầy Nhuận Minh, rồi thầy
đồng trì rồi thầy thật tử vân vân, giống như nhìn lên thấy rõ. Bởi vì đây là một cái phương tiện truyền thông để mà truyền tải Phật pháp, mà ngồi tại một chỗ mình có thể phát trên toàn thế giới. Lẽ dĩ nhiên các Phật tử ngồi ở ngoài cái chai đường bên ngoài cũng có màn hình phát lên. Thì hôm nay Vấn Nhàn sẽ nói chuyện, và ngày mai đó thì ngày Chủ nhật đó thì không có nói chuyện, không có lên trên pháp hội giảng. Bởi vì cái thời gian hôm nay Vấn Nhàn để dành cái thời gian để công phu cũng như chung với đại chúng để tạo ra một cái vườn rau để cho đại chúng dưới này có rau sạch dùng, cũng như là ở trên pháp hội để dùng. Mới có một cái mảnh đất để mà làm cái vườn rau đó thì trong thâm tâm hoan hỷ vô cùng. Lúc trước giờ thì cũng xây dựng tháp Phật rồi xây dựng nhà cửa trên tỉnh thất vân vân, nhưng mà cảm giác đó nó cũng có cái niềm vui mình mới làm được, nhưng mà riêng cái niềm vui để làm cái vườn rau ở trong tâm giác nhàn lớn lắm. Cho nên thành ra Ấn Tổ ngài mới nói là cha trời mẹ đất, đất dung chứa và hình thành phát triển tất cả những loài thảo mộc cho chúng ta ăn, ngũ cốc gạo đời cho chúng ta dùng, thì chúng ta mới sống và tồn tại được. Cho nên gọi là mẹ bao dung, chứa đựng và tồn tại, phát sinh ra những ẩm thực cho chúng ta dùng, và tất cả mọi sinh vật đều từ nơi đất mà tồn tại, mà đứng trên đất để tồn tại và phát triển, gọi là mẹ đất. Cha trời nắng mưa hài hòa để vạn vật được sinh tồn và phát triển, gọi là cha trời mẹ đất. Cho nên hàng ngày mà chúng ta được ra bầu trời để hít những cái không khí trong lành của cha ban cho mình, không khí này rất là màu nhiệm. Nếu ai thường thường hít thở thì cảm thọ được cái không khí của cha mình cho mình. Nếu mà cha mình lấy không khí đi, dĩ nhiên cha không bao giờ lấy không khí, nhưng mà không khí nó bị ô nhiễm đi, hoặc mình không có đủ không khí trong người, thì con người mình thiếu mặt vắng mặt cha. Nắng không có cái sự hấp thụ để mà cây cối cũng như con người sinh sôi, thì cứ tối thui như vậy thì không ai tồn tại sống nổi. Và cứ nắng hoài không mưa thì cũng không có nhận được cái gì mà gọi là cha cho hay gọi là trời ban. Cho nên thành ra hôm nay trong lòng mà để làm cái công việc đó là canh tác rau quả thức ăn để cúng dường đại chúng, đó là cái hạnh nguyện của ngài Hải Hiền vị tổ thứ 14 mà hòa thượng Tịnh Không đề xướng. Cho nên thành ra là những vị mà thời xưa họ sống được tuổi thọ kéo dài đó, là thường là họ hàng ngày ra sống với cha trời mẹ đất, hàng ngày họ ra hấp thụ cái không khí và ánh sáng ngoài trời, chứ họ ít khi ở trong phòng đóng cửa thường xuyên lắm. Giờ họ ra để họ cuốc, họ cày, họ đem cái nội tài của mình ra để mà làm, để cúng dường cho đại chúng. Thì tu sĩ mình này không có ngoại tài là tiền bạc của cải vật chất, họ đem cái công sức của họ là nội tài. Này, cho nên thành ra vì cái công việc mà thầy thường xuyên ở khu chuyên tu để mà vừa là tịnh tu mà vừa là đem một chút cái sức khỏe tam bảo gia hộ cho mình có để mình làm cái công việc đó là cuốc cày sới tưới rau tưới đậu để mà đem những cái thức ăn tinh khiết này trong sạch này để cúng dường cho đại chúng. Quý thầy ở khu chuyên tu cũng như quý thầy ở trên tỉnh thất Quan Âm rất là hưởng ứng cái công việc mà khi tỉnh thất mình có được 7-8 ngàn mét vuông để mà mình làm rau mình dùng. Thì vì cái nguyên do như vậy cho nên thành ra là cái công việc của Vấn Nhàn cũng ít có đi đâu, thường ở tại khu chuyên tu rồi lên tỉnh thất về lại thôi. Dạo gần đây thì không có đi nơi nào cả. Thì hôm nay cái ngày đầu tiên thì Vấn Nhàn
giới thiệu sơ như vậy, nhưng mà Giác Nhàn muốn đem đến một cái thông tin của Tổ Ấn Quang chỉ dạy quy củ thơm thảo trong chúng thường trụ ở Linh Nham. Ở đây là một cái quy củ, tức là cái nội quy mà Tổ sư Ấn Quang đề ra, mà Giác Nhàn thì trong thâm tâm thì cũng rất có muốn cái nội quy này để áp dụng tại cái pháp hội niệm Phật Di Đà Quan Âm Tịnh Thất, cũng như là ở tại viện chuyên tu. Thì cái ngày đầu tiên Giác Nhàn nói chuyện đó thì muốn đem cái nội quy thơm thảo, Ấn Tổ dùng là chỉ dạy quy củ thơm thảo trong chốn thường trụ ở Linh Nham. Thì Linh Nham nhờ Tổ sư Ấn Quang, ngài chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ và tự tại vãng sanh, cho nên cái sức ảnh hưởng mà gần 100 năm nay mà nó vẫn tồn tại phát triển cái chùa Linh Nham này. Thì chút nữa thầy tánh đọc xong rồi, Giác Nhàn có nói đến cái chùa Linh Nham mà Giác Nhàn đã đặt chân đến cái ngôi chùa này rồi. Giờ mời thầy tánh đọc cái lời khai thị của tổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị trích trong Tinh Hoa Luật của Tổ sư Ấn Quang. Chỉ dạy quy củ thơm thảo trong chúng tụng lâm. Chùa Linh Nham tên gọi đầy đủ là Linh Nham Sơn Tự, thuộc cung huyện Tô Châu, khởi đầu từ Tư Không Lục Ngoạn, biến nhà riêng thành chùa nhưng rất nhỏ. Đến niên hiệu Thiên Giám 502 đến 519 thời Lương Vũ Đế, chùa mới được mở rộng và mang tên là Tứ Phương Tự. Theo kinh Đại Ai, ngài chúc pháp hộ dịch: đây chính là đạo tràng ứng hóa của Chí Tích Bồ Tát vào thời Niên Bảo 742 đến 755 đời Đường Huyền Tông. Tổ Trung Hương Tông Thiên Thai là ngài Đạo Tung từng tu Pháp Hoa Tháp Muội tại chùa này. Đầu Đệ Tống, chùa trở thành học viện giới luật của Lực Tông. Vào thời Nguyên Phong 1007 đến 1085, chùa trở thành thiền viện. Chùa bị cháy rụi, chỉ còn sót lại một cái tháp đá vào năm Vạn Lịch 18, 1600, đời Minh Thần Tông. Sau khi được trùng tu, chùa lại bị loạn quân Thái Bình Thiên Quốc đột phá một lần nữa. Mà đến năm Tuyên Thống thứ ba 1911, Hòa Thượng Chân Đạt mới đứng ra dựng lại chùa như hiện nay. Linh Nham là đạo tràng cổ đã 1100 năm, sau cơn biến loạn trở thành chốn hoang tàn. Tuy còn một ít kiến trúc nhưng không có người chống đỡ, vẫn suy tàn như cũ. May là vào cuối thời Quán Tự, vì đại hộ pháp họ Nghiêm nghe thấy thị chân bèn nghênh thỉnh, ấy là vì môn sư sẽ khôi phục đạo tràng vậy. Thầy Chân tuy tiếp nhận, hiềm rằng các sự ràng buộc chẳng thể đích thân chủ trì. Năm ngoái, giới pháp sư đến đây, sư mừng tìm được người bèn giấy bày mọi lẽ, đích thân đưa lên núi để làm chủ trì. Lại còn thỉnh mời quan viên, thân sĩ lên tiếng minh sát biến chùa này thành chốn thập phương thượng trụ. Thầy giới, phẩm đức, học nghiệp, tiếng tâm đều xuất sắc, thật đáng làm khuôn phép cho hàng hậu học. Nay thầy đã đáp ứng lời thỉnh cầu thuyết giảng một thời gian tại Ngô Sơn, ông hãy nên gắng sức thay thầy giới lệnh chúng tu trì, chớ nên lẩn tránh lười nhác mong được an nhàn. Phàm những ai đến núi này ở lại đều là người phát tâm tu đạo, ai nấy đều phải tích cực dụng công, khuyến khích cổ vũ lẫn nhau, hòng được sự lợi ích lệ trạch, chẳng được trông chơi truyền ngẫu, cũng như chẳng tuân theo quy củ nhà chùa, tự làm theo ý mình. Chùa này đã là chùa thập phương, con cháu của Tam Thánh Đường sống ở đây cũng phải tu chung với đại chúng, đều cùng hưởng nhọc nhằn hay nhàn nhã, đều đồng cam cùng khổ. Nếu không sẽ trở thành kẻ quấy loạn thường trụ, khinh dối thầy chân. Đã là đồ đệ của thầy chân thì hãy nên vô cùng đúng pháp, để khổ đến nỗi vì chính mình chẳng đúng pháp mà khiến cho người ta nói động đến thầy chân. Nay dạy dẫn lược đại khái để làm căn cứ hồng duy trì tiền đồ vậy. Một, thời thế bất ổn chỉ nên nhất tâm tu đạo, chớ nên vọng động tính xây dựng.
Nếu bất đắc dĩ thì chỉ nên xây dựng thêm nhỏ nhỏ, cúc vừa đủ dùng là được, chớ nên xây cất nhiều. Mong cho thật rộng lớn, không những vì tài lực không đủ mà cũng là để khỏi vì để đó mà bị chuốc họa. Hai, đường đời gian nan, cơm áo ai nấy đều phải nên tiết kiệm. Chi phí cho thượng trụ phải dựa theo thu nhập mà chi tiêu. Nếu chẳng tiết kiệm, sau này khó duy trì được. Tất cả các khoản thu vào và chi ra đều phải phân minh, chớ nên mua sắm những vật phù phiếm xa hoa. Một là phí tiền, hai là trục lấy tiếng chi bai. Phải dành dụm chỗ dư ra để bù đắp chỗ thiếu hụt sau này. Chẳng được nói có thầy chứng tiếp tế, cứ mật tình tiêu xài phù phiếm. Ba, khóa tụng hàng ngày nơi Phật đường, nên y theo quy củ đã định hiện thời, tu trì thiết thực, nhưng chớ nên một mực chuyên chú dụng công nơi sự tướng, mà hãy nên tâm tâm niệm niệm đối trị những căn bệnh tập khí của chính mình. Làm được như thế thì mới thực sự là người niệm Phật. Nếu không, sẽ như bọt nước vỗ vào tảng đá, hoàn toàn chẳng có tâm đắc chi. Chỉ nên căn cứ theo quy củ tịnh độ thông thường, chớ có bày vẽ kiểu cách hoa dạng nào khác. Nếu có kẻ muốn lập dị như đốt ngón tay, dùng thân đốt đèn, hãy thỉnh người đó đến chùa A Dục Vương mà làm. Núi này vĩnh viễn chẳng bày ra thôi ấy. 4. Giới pháp sư đã nhận lời giảng một thời gian ở Ngô Sơn, sợ rằng có thể trở về ngay được, nhưng danh vị chủ trì vẫn thuộc về thầy giới, truyền lệnh chúng tu trì ông tạm thay thế. Phải nên hết sức siêng năng, cẩn thận, khiêm cung, chẳng nên tự cao tự đại. Ông là vãn bối, thay thầy ấy chốn nói mọi việc, chẳng được rối năng dường như chính mình là vị chủ trì, để đại chúng không phục tấm lòng rộng răng của ông, đạo tâm càng thêm chân thành thiết tha. 5. Phàm xứ sự tiếp vật hãy nên khiêm hòa công bình, chẳng được cố chấp ý kiến của chính mình mặc sát chân lý. Cần nhất là mọi người khích lệ khuyến lớn lẫn nhau tu rồng tịnh nghiệp, thường giảm lỗi mình đừng bàn lỗi người, cực lực đối trị căn bệnh tập khí. Tập khí cứ được một phần thì đạo nghiệp mới tăng được một phần, chẳng được kiêu ngạo luôn tuồng, hãy chú ý giữ cho đúng chừng mực. Nói chung phải chịu khương chịu khó, ăn bừng thú phần. 6. Chùa này là chùa thập phương, dù ông mang vật gì đến cũng thuộc về thập phương, nên giữ tinh thần chí công vô tư. Phàm con cháu của tam thánh đường trụ trong núi này cũng phải đã phá tình cảm riêng, đặt mình vào địa vị của mười phương tăng chúng. Chẳng được tự tiện cậy vào ý riêng để được hưởng sự ưu đãi, mặc sức phong túng, hủy hoại quy củ đã thành lập. Nếu không sẽ trở thành tội nhân trong Phật Pháp, là oan gia của thầy chân. Hãy cho cậy đó ra đi để khỏi bị người khác chế cười. Thời sự gian nan, tiền đồ đáng lo, nếu chẳng có cách tốt đẹp thì sao trở thành đạo tràng cho được. Chỉ sợ ông có lẽ chưa nghĩ tới, cho nên tôi mới dài dòng một phen. Lúc đầu muốn nói chung chung, sau lại muốn nói cho rõ ràng dễ xem, nên chia thành 6 điều, chẳng qua nhằm biểu thị tấm lòng ngu thành của quan, nhằm bảo vệ đạo tràng Đinh Nham. Xin chứ vì vượt chán thay thức mà chi cười, thì Đinh Nham may mắn lắm, mà thầy chân cũng may mắn lắm thay. Chích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư gửi thầy Minh Bổn, đính kèm quy ước của chùa Linh Nham. 1. Tu trì bất luận thuộc tông phái nào, chỉ lấy tinh sâu pháp môn, tịnh độ, giới hạnh tinh nghiêm làm chuẩn. Chỉ chuyện hiền chẳng chuyện pháp, để dứt thối tệ pháp quyến riêng tư. 2. Truyền thừa chủ trì luận theo thứ tự, chẳng luận theo thế hệ, để tránh thối tệ bậc cao đức và ở dưới kẻ đức hạnh tâm thường. Không chuyển giới, không giảng kinh, để khỏi bị chèo kéo, dao động, nhiễu loạn chánh niệm. Trong chùa tôi hằng ngày thường giảng,
nhưng chẳng ăn tòa và nếu kéo cười ngoài đến nghe. 4. Chuyện nhất niệm Phật, trừ đã Phật hết ra, nhất loạt không làm hết thảy Phật sự thù tiếp. 5. Bất luận là ai, chẳng được thu nhận thế độ đồ đệ trong chùa. Trong 5 điều, hễ trái một điều nào, lập tức ra khỏi chùa. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa cho nghi thức niệm Phật của Đạo Tràng, chuyên tu tịnh độ Linh Nham Sơn Tự. Dạ, nói thư đến đây là kết thúc ạ. Con xin hết ạ. A Di Đà Phật. Đây là những cái quy củ mà Tổ sư Ấn Quang Ngài đã dày công và đưa ra áp dụng tại Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu. Cái tỉnh Tô Châu ở bên Trung Quốc, cái tỉnh này rất là lớn. Khi dẫn nhàn sang Trung Quốc thì một chuyến đi Trung Quốc thì trong thâm tâm chính là đến Linh Nham Sơn Tự, đến cái chỗ Tổ sư Ấn Quang Ngài dụng công tu hành. Thì xong một cái trong cái chuyến đi đó thì đủ nhân duyên lại đến tỉnh Tô Châu, ngay cái nơi Ngài ở, và cái ngôi chùa rất là nguy nga tráng lệ, và đi lên rất nhiều tâm cấp. Ở phía sau có một cái liêu phòng, tức là cái thất của Ngài rất là nhỏ, đơn giản. Hay trong đó giờ còn thờ bộ y bình bát với lại 32 cái răng gọi là xá lợi răng, vô số xá lợi. Và trong thất của Ngài rất là đơn giản, còn một số những cái vật dụng của Ngài kỷ niệm. Thì chùa Linh Nham Sơn Tự thì ở tỉnh Tô Châu, nhưng mà nó thuộc cái núi Phổ Đà. Núi Phổ Đà nằm trong tỉnh Tô Châu. Núi Phổ Đà thì nói núi vậy thôi, chứ phải đi qua một cái biển rất là lớn, đi xa lắm. Thuyền nó chạy cũng mấy tiếng đồng hồ mới đến cái đảo này. Trên cái đảo này chỉ có đúng 33 ngôi chùa, đúng ra là 32 ứng hóa thân của Bồ Tát Quan Âm, thì thêm một cái thân chánh nữa là 33. Cho nên các vị trong hàng tu sĩ thống nhất chỉ làm 33 ngôi chùa kỷ niệm 33 ứng hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Thì Tổ Ấn Quang thấy ba cái ngôi chùa mà Ngài ghi trong văn sao, đó là chùa Thái Bình ở Thượng Hải, rồi thứ hai nữa đó là ngôi chùa Linh Nham đó, rồi một thêm một cái ngôi chùa Ngài ở đó thì ở thời gian cũng ngắn. Thì ba cái ngôi chùa ở trên đó thì cái chùa Pháp Vũ là thời gian Ngài ở cũng hơi khá dài. Thì sau đó rồi Ngài trụ và Ngài ở Linh Nham đến khi Ngài thâu thần tịch diệt, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì khi dẫn nhàn đến đây đó thì thấy cái ngôi chùa này, cái lúc mà Ngài đến đó thì đơn sơ lắm, như trong này nói đó. Thì do nhà tư nhân để chuyển thành chùa, rồi qua nhiều cái cuộc chiến tranh nó bị điêu tàn hết. Rồi sau cuối cùng thầy Chân là Hòa Thượng Thích Chân Đạt, Ngài một vị mà đạo cao đức trọng, Ấn Tổ tin tưởng, và cuối cùng Ngài thị tịch thì mời thầy Chân, tức là Ngài Hòa Thượng Thích Chân Đạt đến, Ngài giao phó hết và Ngài không có chủ trì. Chùa Pháp Vũ, chùa Thái Bình, chùa Linh Nham, Ngài hay dùng danh từ là ăn nhờ ở đậu, mà chúng ở trong chùa phục Ngài, xem Ngài giống như là các vị Bồ Tát tái lai. Cho nên tất cả những gì Ngài nói ra mọi người đều răm rắp y giáo phụng hành hết. Như là cái việc mà hôm nay Giác Nhàn muốn đem cái lời của Ấn Tổ nói về cái quy củ ở trong Linh Nham, Giác Nhàn muốn giảng cho rõ, và cái thời gian cũng khá nhiều thời gian để nói đến những cái quy củ này. Thì trong cái chủ trương của Ấn Tổ vẫn là đạo tràng 20 người, cho nên thành ra là cái việc mà Ngài giáo hóa để người vãng sanh thì trong 20 người đó thì Giác Nhàn tin chắc là hầu như là 20 người đó vãng sanh hết. Vì cái việc mà Ngài không cho những cái ứng phó đạo tràng cúng kiến đám hoặc là giảng kinh mời người đến đông, chúng phải mất thời gian để lo cho những người ở xa đến, xong rồi họ đến xong rồi họ đi, họ làm cứ dao động liên tục đại chúng thì khó có thể giữ được tịnh niệm. Thì khi mà
lo nhiều việc quá, dầu cho Phật sự thì tịnh niệm nó cũng không có được vun trồng và không có ổn định được cái tịnh niệm thì khó vãng sanh. Làm cái gì đó mà nó dao động, nó làm cho tịnh niệm mình bị mai một, tức là lần lần yếu đi, giảm đi, và cái tâm loạn động đó thì cái điều đó là nó trở ngại chuyện vãng sanh. Thì Ngài nói trong cái ngôi chùa mà nhiều khách thập phương quá, và nhiều khóa tu và nhiều khóa lễ quá đó, thì đại chúng không giữ được tịnh niệm. Mà không giữ được tịnh niệm thì tâm mình không có tương ưng với cảnh giới cực lạc, và tâm mình không tương ưng với Đức Phật Di Đà, thì Ngài làm sao xuống rước mình về Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên hôm nay Giác Nhàn muốn cho đại chúng ở khu ở viện chuyên tu cũng như trên tỉnh Thất Quan Âm làm sao giữ được tịnh niệm. Và chủ trương của Ngài vẫn là lo cho người vãng sanh Tây Phương, đào tạo, trợ duyên, tạo điều kiện cho người vãng sanh Tây Phương. Nhưng mà không biết sao Ngài quy định có 20 người. Ngài kêu cái thời này mà kiếm cái người để buôn vãng duyên, để niệm Phật vãng sanh rất ít, rất hiếm. Chỉ có cái đạo tràng 123 người đó là của Tổ Hệ Viễn, Sơ Tổ. Ngài Viễn Công, Ngài lập ra cái liên xã. Liên là hoa sen, và cái nơi đó tụ tập để niệm Phật thì 123 người vãng sanh hết, 123 người. Còn riêng Ấn Tổ thì Ngài lập cái đạo tràng 20 người để về sau cho các vị tăng ni cũng như những người cộng tu đó, nên từ 20 trở lại. Thì tuy nhiên tỉnh Thất Quan Âm thì cái số lượng quá nhiều. Thì cái việc mà trong thâm tâm Giác Nhàn khi đọc qua những cái quy củ này đó thì muốn để làm sao cho người giàu là tỳ kheo hay là sa di hay là cư sĩ làm sao giữ được chí nguyện và khi lúc thọ mạng hết được vãng sanh Tây Phương. Thì cái chuyện mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không giới hạn là tu sĩ được vãng sanh hay là cư sĩ không được vãng sanh. Tu sĩ hay cư sĩ gì cũng được vãng sanh hết. Đó là do cái nguyện lực bình đẳng của Đức Phật A Di Đà. Nếu các vị tu sĩ mà không có căn lành, mà không có chịu dụng công, mà không có chịu tu hành, thì lúc lâm chung không được vãng sanh thì đây là chuyện thiệt thòi, và coi như là đời người mình tiếp tục ở lại lớp. Ở lại lớp làm người thì nó còn còn đỡ một chút, còn may mắn một chút, mà làm loài súc sanh nữa thì thôi rồi, không biết đời kiếp nào có thể làm lại người. Loài súc sanh để nó nghe cái tiếng người, tiếng trời, tiếng Nam Mô Di Đà Phật, tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng thì không bao giờ nó nghe được, mà nghe cũng không có hiểu gì, quá si dại. Loài ngạ quỷ, địa ngục nữa thì thôi rồi, làm sao mà nghe được cái tiếng người, tiếng Phật, Pháp, Tăng đây. Cho nên thành ra cái việc mà giữa tu sĩ với lại cư sĩ thì Ấn Tổ Ngài vẫn khuyên những người nên làm cư sĩ. Nếu họ là có căn khí thượng thượng thì nên cho họ xuất gia. Họ có cái khả năng để họ hoàn truyền được cái chánh pháp, và họ có thể không mất được cái chí hướng vãng sanh của họ. Chứ hầu như những người không phải là thượng thượng căn thì khi vào xuất gia thì Ngài hay ra lầy. Cái điều này Ngài nói hơi nặng. Ngài kêu gọi rằng là những vị tăng lười nhác, chỉ biết hưởng thụ, tự tư tự lợi. Ở ngoài đời thì họ khổ quá đi. Bây giờ họ tìm đến ngôi Tam Bảo để họ tự tư tự lợi. Còn những người Phật tử bên ngoài họ khổ, họ lấy cái đồng tiền mồ hôi nước mắt đó họ cúng dường cho Tam Bảo, để cho chư tăng thọ dụng họ được cái phước, mà họ niệm Phật nữa thì cơ hội vãng sanh rất cao. Còn người tu sĩ nếu mà không chịu dụng công, lười nhác mà thọ hưởng của Tam Bảo Đàn Na Tín Thí nữa, thì Ngài A Nan hỏi Đức Phật sao vào cái thời mật pháp tu sĩ đọa địa ngục nhiều quá. Ngài A Nan tự nhiên là có cái duyên nhìn thấy tu sĩ ở dưới địa ngục nhiều, thì Đức Phật mới nói rằng là họ không có cái khả năng thượng căn thượng thượng để họ làm việc thượng thượng. Họ là trung hạ căn, họ chỉ làm việc hạ hạ mà bắt họ làm việc thượng thượng, cho nên họ làm không nổi, cuối cùng là tan nát cuộc đời của họ luôn. Cho đây là cái lý do mà Ấn Tổ nó khuyên người không có xuất gia, không phải là Ngài ngăn chặn cái con đường
các ái từ sở thân xuất gia hoằng chánh đạo. Ngài vẫn nói rõ ràng là chỉ có những người bậc thượng thượng mới nên đi xuất gia. Cái đó là Ngài là Bồ Tát, Ngài có cái ý của Ngài nói nó chính xác. Thì chúng tôi chỉ nói chung như vậy thôi. Còn Ngài nói cái câu mà trong này, trước khi chúng tôi nói đến những cái điều mà trong Linh Nham đề ra đó, thì Ngài nói là nếu mà mình ở trong thường trụ, là ở trong tam bảo, dầu là cư sĩ hay tu sĩ, mà quấy rối thường trụ á, thì tội này lớn. Quấy rối là sao? Sát sanh thì họ không có cơ hội để họ sát sanh rồi đó. Nghĩa là họ giết con này con nọ, thì trong chốn thường trụ, trong chùa mà tu theo sự hướng dẫn của Phật Tổ thì không sát sanh, không ăn thịt chúng sanh, không trực tiếp, không gián tiếp sát sanh, thì cái chuyện đó họ khó phạm. Trộm cắp thì có khả năng, có khả năng cho họ cơ hội. Ví dụ những người làm chi khố thì khi mà họ mua đồ vô cho tam bảo, thì có những lúc mà họ khởi lòng tham lên, bởi vì con người mình chứng A-la-hán mới tiêu trừ được tham sân si mạn nghi mà, nó có sẵn trong đó rồi, cho họ cơ hội, cái họ mua đồ chốn thường trụ thì họ khởi niệm tham lên thì phước báu họ mất. Thì đây cũng là cái sự quấy rối. Nhất là Ngài căn dặn hồi nãy cái chuyện mà tiền bạc tri ra thu vào phải hết sức cẩn thận rõ ràng, không nên mua đồ vật dụng quá dư lãng phí. Không phải nói có thầy Chân rồi là Hòa Thượng Chân Đạt rồi lo tiền bạc rồi mình muốn làm gì làm. Thì đây là Ngài dạy cho chốn quy củ thiền môn, nó rất phù hợp với cái điều mà Giác Nhàn muốn nói cho tại khu chuyên tu, cũng như Tịnh Thất Quan Âm để vào những cái quy củ. Thì Giác Nhàn nói những quy củ này cũng mất thời gian rất là dài, mỗi buổi sáng nói. Quấy rối thường trụ là kinh tế tiền bạc của cải của thường trụ không biết gói ghém, không biết gìn giữ mà xài phung phí thì cũng là rối, quấy rối. Trong cái lúc này đang dịch bệnh thì cái chuyện mà hầu như tất cả các chùa cũng như tất cả các cơ sở làm ăn toàn quốc, tức là các nước trên thế giới, kinh tế đều sa sút, giảm đến không thể tưởng tượng, kinh tế gọi là hỗn loạn luôn. Thì Tịnh Thất Quan Âm cũng không có ngoài cái chuyện mà kinh tế hoảng loạn, nhưng mà sinh hoạt thì vẫn chi ra đều đều như vậy, nhưng mà thu nhập thì không có, thì mình phải gì, tìm cách gì đó. Thì Giác Nhàn mới nghĩ ra cái cách để trồng rau, nó bớt cái lượng tiền rất nhiều, trồng rau củ quả, rau sạch gửi lại cho anh em huynh đệ ăn dùng thì ít, ăn ít nhiều ăn nhiều, mà có thể sau khi cái vườn này làm thì cái sẽ cúng dường nhiều cho chư tăng trên đó để mình kiếm chút phước để mình hồi hướng về cực lạc. Mà cộng lại nó cũng đỡ được cái tiền để mà mua rau cỏ, rau củ để về cho đại chúng dùng. Cho nên nếu mình biết gói ghém mà lo lắng tiền của thường trụ, gìn giữ như trồng con mắt mình đó, thì cái phước báu mình lớn lắm. Bởi vì mình không phải lo cho một mình hoặc một là vài người trong một gia đình của mình, mà cái đây là số lượng người đến tính đến hàng trăm chứ không phải hàng chục nữa. Thì cái phước báu mình rất là lớn. Điều đó Giác Nhàn nói cái điều này để cho đại chúng ở tại khu chuyên tu cũng như Tịnh Thất Quan Âm hết sức cẩn thận chi tiêu gói ghém tiền bạc. Ấn Tổ Ngài nói đừng có nghĩ rằng có thầy Chân lo tiền đầy đủ rồi muốn mua gì mua. Nói cái vị mà thế cho thầy giới để mà trụ trì tạm, thầy Chân cũng nhiều chùa, Hòa Thượng Chân Đạt nhiều chùa, cho nên nhờ vị khác coi Linh Nham. Khi đưa đến là Ấn Tổ Ngài răng đe liền, và Ngài nói cho ý thức liền cái chuyện này. Cũng giống như vậy, anh em huynh đệ đừng có nghĩ thầy Giác Nhàn có tiền nhiều hoặc là có sẵn tiền rồi mình muốn xài sao xài. Đó là cái lời mà Ấn Tổ nói hôm nay Giác Nhàn nói lại. Đó là cái chuyện mà trộm cắp thì mình hiểu rồi, nhưng mà để mà giữ được cái giới cho trọn vẹn, không trộm cắp, để giới tánh và giới tướng, giới thể mà thành tựu được thì chư Phật tướng lưỡi rộng dài tán thán người này, và Long Thần Hộ Pháp thường theo hộ trì người này. Họ làm cái gì cũng thành tựu được hết. Trong mạng họ có tài, bây giờ họ tích, họ giữ, họ không có phung phí. Đó. Còn nói cái chuyện tà dâm thì riêng tu sĩ của mình là tuyệt hẳn về cái chuyện mà mình khởi niệm luôn.
Khi nó vừa khởi niệm lên là phải ăn năn tha thiết sám hối và biết công phu mình nó giảm, và mình biết cái gốc của mình là tham ái nó còn trong này, mình phải cố gắng để mình đoạn trừ cái nó. Nghe nói cái chuyện chính tu hành là phải đoạn trừ tập khí. Tà dâm là một cái tập khí mà nếu không có cái ý niệm ái thì nó không có thể sanh vào cõi này. Sáu cõi là người, trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều mang cái tâm ái hết, mà ái nặng hay nhẹ thôi. Cõi trời họ cũng có cái tâm ái nhưng mà nhẹ, mà cái phước thiện họ nhiều hơn, gọi là thượng thiện, họ sanh cõi trời. Cõi người, con người mình cũng có tâm ái nhưng mà trung thiện, cái thiện nó nhiều hơn cái ác. Mà riêng Atula thì họ cũng có tâm ái mà cũng có thiện, nhưng mà thiện ác lẫn lộn, mà ác nhiều hơn thiện, cho nên họ là trung hạ thiện là họ làm Atula. Còn súc sanh nữa thì họ do lòng tham ái quá nặng. Ngạ quỷ họ cũng là tham. Rồi địa ngục là sân, cũng có tham sân si đủ trong đó, cho nên vào những cảnh khổ, khổ vô cùng. Cho nên cái việc mà quấy rối thường trụ thì Giác Nhàn ở trong đạo hơn 30 năm thấy cái chỗ này, anh em đại chúng nên cẩn thận. Hồi nãy Ngài có nói nếu mà ở trong thường trụ là ở trong Tam Bảo Phật Pháp Tăng á, là thường trụ trong Tam Bảo rồi, hoặc những người họ đến họ cộng tu 1, 2 ngày, 5, 7 ngày đó, thì cái khẩu nghiệp là quấy rối thường trụ dễ nhất, dễ phạm nhất và gây ảnh hưởng thường trụ. Mà trong cái khẩu nghiệp đó là nói láo, nói sai sự thật, nói vu oan gián quả, đem chuyện người này nói chuyện người kia. Mình tưởng tu sĩ không có mà cuối cùng là quá trời. Thì chúng tôi cũng không có nói rõ tên, nhưng mà có một vài thầy cũng lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn giữ cái tâm tự tư tự lợi, và khi chúng tôi hỏi một vài việc thì vẫn nói sai sự thật. Chúng tôi rất là buồn. Đáng lẽ không nên xảy ra những việc này, bởi vì cái việc này nó là thế gian họ có thể phạm mà mình không thể phạm. Mà sao phạm như người thế gian, cái việc trắng trợn như vậy mà họ vẫn nói trắng thành đen và đen thành trắng được, thì người này không thể ở trong thường trụ được. Phá vỡ cái nội quy của thường trụ. Thay vì mình đi ra ngoài mình phải xin cái người quản chúng, hoặc giả mình đi ra ngoài mình phải có công việc gì đó, cứ xách xe là đi, mình muốn đi đâu đó mình đi, không tự ý, không thưa, không trình với đại chúng. Rồi từ từ đại chúng thấy mình không có thể nào gọi rằng là đủ cái phẩm hạnh và cái tiêu chuẩn ở trong chốn thường trụ nữa, rồi mình phải ra đi. Mà khi động đến tai thầy trụ trì hoặc động đến tai của ban chức sự mà cho mình ra đi, thì cái đó là cái việc đáng thương. Đáng lẽ người ta phải mời mình ở lại, đáng lẽ người ta phải cung kính mình, đáng lẽ người ta phải quý tiếc khi mình ra đi, đúng không? Trong một số mấy thầy ra đi thì có một vài thầy thì Giác Nhàn rất là quý tiếc. Nhưng một số các thầy ra đi thì Giác Nhàn buộc phải ra đi có. Hoặc giả là ở trong chúng thường trụ nhưng mà không phù hợp nữa, không còn cái phước ở với đại chúng nữa, cho nên phải ra đi, rất là đáng thương. Mà khi mà mình ra đi mà không có đủ cái phước để ở, đại chúng không bằng lòng, hoặc giả là mình không thích nữa, là biết cái phước của mình là chánh báo, nó không có tương đồng với y báo, nó không đồng với cảnh giới đó nữa, cho nên bị sa thải, là quy luật đào thải. Hai vợ chồng cũng vậy, sống với nhau mà vợ thì lòng rộng lượng, khoan dung, thương yêu, tha thứ, chồng thì ích kỷ, hoặc giả là chồng rộng lượng, khoan dung, thương yêu, tha thứ, vợ thì ích kỷ, thì chắc chắn hai người này phải xa nhau. Không đồng tư tưởng, không đồng quan điểm, không đồng phước báu, không đồng cái chánh báo, thì làm sao họ tồn tại với nhau được. Cũng giống như là tâm mình không có tịnh niệm, không có đủ tịnh nghiệp, không có đủ tín nguyện hạnh, thì làm sao tương đồng với cảnh giới cực lạc để mình về bên đó. Cho nên hôm nay quý thầy, quý chú, quý cụ, quý cô mà được ở trong ngôi Tam Bảo, một cái đạo tràng chuyên niệm Phật, chúng tôi không phải tự khoe cái pháp hội mình, chứ đi tìm cái pháp hội mà niệm Phật 24/24, trong hồng hộ niệm, liên tục tiếng hộ niệm bằng con người thiệt, không ngứt, không ngưng á, thì đi tìm hơi khó. Thực sự là vậy, không phải chúng tôi khen quá đáng. Hôm bữa chúng tôi ngồi nói chuyện với ban hộ niệm ở trên tỉnh Thất Quan Âm, có thầy Thiện, rồi thầy Hào, rồi chú Nhuận Hiền, rồi đó.
dân nhàn vẫn để tâm vô ban hộ niệm, bởi vì người ta làm việc rất là tốt. Cái tiếng niệm Phật 24/24 liên tục thay phiên nhau, 100 người họ thay phiên nhau họ niệm Phật. Cái những người này là mình nên phải trân trọng, bảo dưỡng, lo lắng cho họ. Có điều kiện mình cất nhà gọi giống như khách sạn 5 sao cho họ ở trong đó, vẫn là gì? Vẫn là không uổng công. Bây giờ con người này họ quyết tu. Cho nên hôm nay dân nhàn không phải phân biệt quá đáng, vẫn tôn trọng quý thầy lắm, nhưng mà dân nhàn nhìn sâu vào cái nội hàm công phu của đại chúng nhiều hơn là hình thức á. Khi mà thấy một vị cư sĩ đó, họ buông bỏ hết danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, tự tư tự lợi, họ lên họ thuê cái nhà họ ở họ tu thôi. Cái chú này ở Sài Gòn, dân nhàn biết được. Và họ lên họ buông xả vạn duyên, họ niệm Phật. 1 giờ khuya họ dậy họ niệm đến 6 giờ sáng. Lên họ dùng sáng xong bắt đầu 8 giờ họ hộ niệm đến 10 giờ. Họ về họ nghe Pháp hầu như là 6-7 năm nay. Họ lên tỉnh thất mình cũng được 1 năm rồi. Họ im lặng không ai biết đến. Sau đó rồi chúng tôi mới biết được cái là chúng tôi tìm cách để hỗ trợ cho họ ngay. Họ ở căn nhà quá là ọt ẹp, không đủ điều kiện, nhưng mà họ vẫn thấy vui, không một chút than vang. Con của chú này nói cái là nước không có xài vân vân, chúng tôi đích thân xuống để mà tìm cái điều kiện để cho họ ở tốt hơn. Không phải chúng tôi kể lễ hoặc là nói cái tốt giữa mình giữa đại chúng, nhưng mà chúng tôi thấy dầu là người cư sĩ họ tu tốt, bản thân chúng tôi phải đi phục vụ cho họ, thuê nhà thuê cửa cho họ, tìm mọi điều kiện để giúp đỡ cho họ. Vì con người này tương lai có khả năng họ thành Phật, họ vãng sanh Tây Phương, mình lo không uổng công. Còn những người mà chúng tôi thấy biến nhát, phá rối thường trụ, phá vỡ cái quy củ của thường trụ, muốn đi thì đi, muốn ở nhà thì ở nhà, đại chúng nói không có nghe mà chúng tôi nói cũng không được, rồi nói đến rồi bắt đầu dối trá, không chân tộc thì chúng tôi mời ra đi, thì thua cư sĩ không? Thì Ấn Tổ ngày dùng danh từ là tăng thời này lười nhát, ham hưởng thụ, ngũ dục lục trần. Điều này đúng, lười nhát, ham hưởng thụ, ngũ dục lục trần. Thấy người khác cúng cho mình ăn là thấy yên phận đủ rồi, không ngờ hưởng hết phước nó té một cái rớt xuống, tan xương mất mạng. Không biết cái điều này giác nhàn nói có đi vào lòng mấy anh em ở khu chiên tu, mấy cụ với mấy thầy ở trên tỉnh thất, những người nghe điều này được không? Không phải chúng tôi nói về hỷ bán tăng ni, chúng tôi nhìn phải sâu xa vào cái sự công phu đoạn trừ tập khí và cái sự buông xả của họ, chứ không nhìn hình thức đâu. Hình thức chỉ là lên nghi lễ đồ rồi mặc y tỳ kheo đồ vậy thôi, chứ còn thực sự mà nói thì ở trong nội tâm của mỗi con người giấu không được đâu, nó biểu hiện ra ngoài. Bất kính thì nó cũng biểu hiện ra ngoài, cung kính nó cũng biểu hiện ra ngoài, tham nó cũng hiện ra mặt, bố thí nó cũng hiện ra mặt, sân nó cũng hiện ra mặt, mà từ bi nó cũng hiện ra mặt. Và lúc nào là hiện ra mặt rõ nhất? Lúc chết. Lúc chết là không giấu gì hết, nói hết, trăn trối hết. Cái gì đó tự nhiên giống như cái băng video nó thâu vô rồi nó phải phát ra hết. Nếu mà bây giờ mà thâu vô tịnh nghiệp tam phước, thâu vô cung kính mọi người, thâu vô là niệm Phật, thâu vô là nguyện vãng sanh, thì lúc lâm chung sẽ trăn trối với mọi người là nên niệm Phật vãng sanh. Thì Ấn Tổ cái lúc ra đi ngài nói, kêu ngài Hòa Thượng Chân Đạt đến: các thầy đừng theo học theo cái thói ăn nói kể cả, ăn nói lớn lối, xem người ta không ra gì, đừng học cái thói như vậy. Phải cung kính mọi người, niệm Phật chắc chắn sanh Tây. Thì bình thường là ngài đã huân tập cái điều này và ngài tin tưởng điều này, cho nên lúc lâm chung ngài nói như vậy. Còn mình bình thường mà mình gì huân tập những tiền cả của cải vật chất châu báu ngọc ngà lớn quá, thì lúc ra đi cũng phải trăn trối, cho con đứa này, cho con cái kia, cho đứa này cái này, cho đứa kia cái kia, cho đứa kia cái nọ, mà không bằng lòng nó đâu. Lòng tham thì không bao giờ nó bằng lòng được, rồi bắt đầu nó kình cãi, nó làm quấy rối mất chánh niệm của mình. Thì lúc đó gì, của cải cũng mang đi không được, con cái cũng gì, lòng tham nó khởi lên, nó tranh giành, nó chém giết lẫn nhau vì một chút đất, một chút tiền, mà nó coi tình nghĩa anh em cha mẹ không còn gì nữa hết, rồi mình cũng ra đi đọa. Thì đây là kẻ đáng thương, đây là kẻ đáng thương. Mà chùa nó cũng có tình trạng như vậy. Ngay cái lúc thời Tổ Huệ Năng mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã truyền y bát rồi, mà ngài Huệ Minh còn theo để giết Ngũ Tổ, giết Lục Tổ Huệ Năng để mà lấy y bát.
Mà y bác đó là những người họ có tu hành thì họ thích, thích y bác thôi, chứ bây giờ thì họ thích chùa chiền, họ thích của cải vật chất. Cho nên Ngài nói là không nên xây chùa chiền lớn. Cái điều đầu tiên, trong cái thời đại hôm nay là cái thời đại gì? Thời đại hôm nay là nó vào thời mạt pháp. Mà mạt pháp thì đấu tranh kiên cố, xây cất kiên cố. Chánh pháp thì họ giới luật kiên cố. 1000 năm đầu, 1000 năm thứ hai là tượng pháp thì gọi rằng là thiền định kiên cố. 1000 năm, 10000 năm mạt pháp, vì chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 12000 năm. Bây giờ bước sang 1000 năm thứ ba rồi, 3000 năm rồi. Thì 1000 năm đầu của thời mạt pháp, trong 10000 năm còn lại thì tịnh độ kiên cố. Mà kèm theo đó là xây cất kiên cố và đấu tranh kiên cố. Cho nên Văn Nhàn rất là lo. Một số các vị thầy, các chú, các vị cư sĩ không được huấn luyện học hành từ nhỏ và không có cái quy củ của cha mẹ đưa ra, rồi vào trong chốn thường trụ không cung kính. Mới lần đầu thì cung kính lắm, vô cung kính thầy lắm, gọi là nhất niên Phật tại tiền, lúc nào cũng có câu Phật hiệu trong tâm, lúc nào cũng có lòng cung kính hết Phật ở trong tâm mình. Nhị niên thì Phật ra hiên, là năm thứ hai là Phật ra hiên, bắt đầu giải đãi lười nhác, mất bất kính tam bảo rồi. Tam niên là Phật thăng thiên, ông Phật ở trong tâm mình cũng về trời, lúc đó là thôi quậy tối trời tối đất, phát không ai chịu nổi. Cho nên Ngài đâu có cho người đến đông đó, đó là tập khí chúng sanh, mất từ căn bản, cha mẹ không giáo dục. Vô chùa là quá phá rối thường trụ là chỗ này. Đem chuyện người này đi nói chuyện người kia, đem chuyện người kia đi nói chuyện người nọ. Trong chúng kêu là ý kiến không ý kiến, xuống bắt đầu ngồi uống trà, có chỗ như hút thuốc. Rồi bắt đầu ngồi nói chuyện linh tinh lang tang, đủ chuyện trong chốn thường trụ. Thay vì họ không đi tu, họ ở ngoài đời, họ nói cái chuyện xấu gì ngoài đời thì cái tội họ không nặng bằng cái chuyện mà quấy rối thường trụ. Không, sự thật là vậy. Cái đó là cái điều mà Văn Nhàn đang trăn trở ưu tư, phải lấy nội quy, quy củ của Linh Nham nói. Nếu ai làm được thì họ hưởng được cái thọ dụng một đời không hết. Còn họ làm sai, mình đã nói ra rồi, họ ráng chịu, không dính dáng gì đến mình. Cái điều thứ nhất, thời thế bất ổn, chỉ nên nhất tâm tu đạo. Cái thời thế Ngài lúc đó là Ngài thường nói là bệnh dịch, nhưng mà nhất là chiến tranh. Nhật với lại Trung Quốc chiến tranh làm nổi loạn hết trơn. Ngài nói chưa có cái thời nào mà giống như cái thời này. Ngài hay nói trong văn sao nó chiến loạn quá rồi. Chỉ nên thành tâm niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi. Hồi sáng vừa bước vô trong động để công phu, nghe Ngài nói chỗ này tự nhiên lắng nghe cho kỹ. Ngài nói trong cái thời thế này nên niệm Quan Âm nhiều hơn niệm Phật A Di Đà. Vì Đức Bồ Tát Quan Âm Ngài có duyên với chúng sanh trong cõi này, nhiều người biết đến. Còn Đức Phật A Di Đà, một số người họ chưa có tính tâm, họ nghĩ niệm Phật là để cho chết, niệm Phật vãng sanh là chết thôi, niệm chi. Chỉ những bậc thượng thượng căn á, Ngài dùng danh từ rồi là đại căn á, thì họ niệm Phật có kết quả lắm. Mà trung hạ căn mà kêu họ niệm Phật vãng sanh họ không chịu đâu. Họ nói còn của cải vật chất, con cái, châu báu, ngọc ngà, còn cuộc đời này là thiệt, đi về cực lạc là chết thì làm sao mà về, họ không chịu. Nhưng mà gặp nạn để niệm Quan Âm vượt qua nạn thì họ làm, họ niệm dữ lắm. Nhiều lúc công giáo cũng niệm nữa nha. Cho nên có anh chàng đó, anh niệm Phật, mới đầu niệm Chúa không được, cái anh chuyển sang niệm Quan Âm Bồ Tát. Cho nên trong cái nhà ông thờ vừa bên Chúa một bên, bàn thờ Chúa một bên Bồ Tát Quan Âm. Cho Ngài nói cái nhân duyên của chúng sanh trong cõi này có duyên với Bồ Tát Quan Âm, họ sợ chết, sợ bệnh, sợ gặp nạn, sợ ôn dịch, họ sợ tất cả những điều đó. Nếu mà họ chỉ cho họ niệm Quan Âm Bồ Tát trì đại bi thì trong cái thời này rất hợp, là cái lúc Ngài đó. Thì bây giờ có hợp không? Bây giờ quá hợp. Bệnh dịch, cái bệnh dịch này nó đang hoàn hành chúng sanh mà chúng tôi thấy nó kinh khủng. Mỹ bữa nay cũng gì, đóng cửa không cho người dân thường trú dân, tức là có quốc tịch mà không vô được. Hiện tại cũng có một vị Phật tử mà bên Mỹ về nhưng mà vẫn có quốc tịch Việt Nam nè, đang ở nhà trọ vô, bây giờ hiện tại cũng có mặt với nó. Ở trên đó chúng tôi gặp, chúng tôi nói thôi giờ đừng có về trong cái lúc này, đi về họ phải cách ly 14 ngày rồi, nó khó khăn nhiều thứ lắm. Thì cổ cũng nghe là không về, mà con cái nó buộc một hai phải về, cổ chạy xuống lãnh sứ quán. Lãnh sứ quán nó đóng cửa từ lâu rồi, không cho người có quốc tịch về luôn. Thì chúng tôi nghĩ lại, chúng tôi kêu trời mình may quá.
mình là người có thẻ xanh ở bên Mỹ rồi, nhưng mà quyết định 2 năm nay không đi đâu, hết hạn thẻ xanh, bữa nay đỡ quá chứ mà còn hạn chắc họ cũng không cho vô. Một cảnh hai quê ở bên này rồi nghỉ bên đó, làm sao mà làm được. Cũng may, may là học theo văn sao Ấn Tổ, ngài nói ở yên chỗ, đừng khởi niệm đứng núi này trong núi nọ, đi nơi này đi nơi khác không ổn đâu. Nhất là trong lúc dịch bệnh này, và ngài nói là lúc nhất là trong cái lúc mà đang chiến loạn. Thì chúng tôi theo văn sao ở yên 2 năm nay hầu như là không có đi đâu, cho nên đến bây giờ bệnh dịch chúng tôi không đi thấy nó dễ chịu vô cùng. Bởi vì trước giờ cũng không bệnh dịch cũng đâu có đi đâu, bây giờ bệnh dịch mà không đi nữa thì quá hợp lý. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không Lão Phật Gia, Thượng Tịnh Hải Không nói quý vị có nhớ là ngài nói trong lúc này nên ở nhà không đi ra ngoài không? Đó. Cho nên chúng tôi tán thán cái việc mà chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng như là bên Mỹ, một số các vị bên Nhật, bên Hàn Quốc không cho học sinh đi học, chúng tôi tán thán. Không phải mình nói theo đuôi đâu, họ có cái tầm nhìn quản lý con người về bên sở giáo dục rất là tài, họ thấy không ổn cho nên họ đâu cho học sinh đi học. Cái chuyện này chúng tôi tán thán và đồng quan điểm vô cùng. Cũng là lúc này cha mẹ nên nhìn lại và ở nhà nên dạy cho con cái gì? Dạy cho nó cái đạo đức. Thì trong cái lúc này gọi rằng là gì? Cái người thiện thì người ta rất là bình yên, an lành vô cùng. Ồ, hôm nay dịch bệnh đến với mình, nếu mình tránh không được thì đây là cơ hội vãng sanh sớm. Còn họ không có tín nguyện vãng sanh thì họ lo sợ. Con cái đang lo để vô đại học, con cái để học để mình đào tạo trường này trường nọ, bây giờ nghỉ rồi một cái hụt hẳn. Còn những người Phật tử họ biết, ô, nếu mà không học văn hóa ngày đời thì học văn hóa Phật Pháp. Văn hóa Phật Pháp là gì vậy? Là văn hóa nói về nhân quả. Văn hóa Phật Pháp đó là văn hóa nói về lời dạy cổ thánh tiên hiền. Văn hóa Phật Pháp đó là nói về những cái lời dạy của Phật, của Tổ, của hàng Bồ Tát, của luân lý đạo đức. Quá trời văn hóa chứ đâu phải là chỉ có một cái văn hóa đó là học hành cử nghiệp. Mà Ấn Tổ nói là cha mẹ sợ con mất học vị, mất đi cái nghề nghiệp, sợ thất nghiệp chứ không có sợ thất đức. Phật Bồ Tát Tổ Sư các vị cổ thánh tiên hiền sợ con thất đức hơn là sợ thất nghiệp. Một số người cha mẹ khi biết đạo tin chúng tôi thì an lòng cho con cái yên tâm ở nhà để học lời cổ thánh tiên hiền, học Phật Pháp. Cũng là một cái học, mà cái học này đang khuyến khích. Tiên học lễ, hậu học văn mà. Bây giờ ai áp dụng được là tiên học lễ. Con cái của mình đến bắt đầu vào trường học 6-7 tuổi rồi mời thầy giáo về dạy cho nó 3-5 năm. Hay là học hết 11-12 rồi có thể là gì? Cho nó để đến một cái trường về giáo dục đạo đức, giáo dục cổ thánh tiên hiền để nó học không? Không dám. Không dám làm điều này. Có nhiều người nói thôi con tin thầy, con cúng dường con cho thầy, con gửi gắm con cho Tam Bảo, con gửi gắm cho quý thầy dạy đệ tử quy. Nhưng mà khi đụng chuyện cái vào đầu cô giáo, trường học nói, cái gia đình nói, cái rung động, không làm chủ được. Cho nên thành ra tâm mình bị dao động, không kiên định. Và lúc mà dao động, lúc mà bệnh dịch, mà lúc mà chiến loạn thì Tam Bảo là nơi nương tựa vững chắc nhất. Cho nên trong lúc này thời thế bất ổn, kinh tế đang xuống dốc, thì nên nhất tâm tu đạo, chớ nên vọng động xây dựng nhiều. Chúng tôi sửa lại cái tỉnh thất ở trên đó. Trước khi dịch bệnh là cuối năm ngoái, chưa dịch bệnh đến, thì chúng tôi sửa sang đến hôm đó. Đến hôm nay là tương đối là gọn rồi. Thì hôm nay chúng tôi ở dưới này vận động mấy anh em để mà làm lại cái khu vườn để mà có rau ăn thôi, chứ cũng không xây dựng gì nhiều. Mà chúng tôi đọc lại trong cái nội quy đầu tiên này ngài nói thì chúng tôi thấy nó cũng có cái sự tương đồng. Cái sự tương đồng đó là tỉnh thất Quan Âm 20 năm vẫn là chùa tôn, mới sửa lại đây khang trang một chút xíu thôi, chứ không có phải làm gì để cho nó lãng phí tiền của Tam Bảo. Thì đó là cái việc mà bắt đầu chúng tôi từ từ nói từng nội quy một. Bây giờ đây thì cũng một tiếng đồng hồ hết giờ rồi. Thì hôm nay đại chúng lần đầu tiên được nghe trực tiếp trên tỉnh thất Quan Âm. Bởi vì giấc nhàn cũng trăn trở, mỗi lần buổi sáng 1 giờ mấy thức dậy lên tỉnh thất Quan Âm thì để đợi công phu xong dùng cơm với đại chúng, nhất là thầy ngữ phải mang cơm lên trên đó, xong rồi ngồi nói chuyện trên đó. Hôm bữa nói chuyện xong chú Thanh Sơn cũng cảm động, ông muốn rơi nước mắt, ông kêu buổi sáng nào mà sư phụ cũng nói như vậy, ở trên tỉnh thất thì anh em nó ổn định mà sinh hoạt rất là tốt, con mong như vậy. Thì giác nhà nghe như vậy nó trăn trở,
Nếu mà lên hoài trên đó thì ở dưới này làm sao? Thì cuối cùng hôm nay lại suy nghĩ ra được điều này. Thầy Phiên nói ý tưởng này rất hay, hai nơi đều nghe được hết, gần thì lại xa, xa lại gần. Đó là cái công cụ của khoa học hiện đại. Còn nếu mà công cụ của Đức Phật A Di Đà thì xa cách 10 vạn ức cõi Phật cũng là gần trong gang tấc. Bây giờ mình ngồi nói đây, Đức Phật trên đó ngài nghe, bởi vì ngài đắc được thiên nhĩ thông là gần vô cùng. Còn mình không có thiên nhĩ thông, không có được cái phương tiện để mà mình có thể là nói cho tất cả mọi người nghe được bằng cái khả năng của mình, thì phải mượn qua thông tin. Đây là cái thông tin thần thông của khoa học mà họ còn làm được như vậy. Còn thần thông của Phật nữa thì thôi, bất khả tư nghị. Cho lúc trước có hai vị tổ sư ngồi trên núi nói chuyện qua nhau bằng tâm tưởng, vừa khởi niệm vị kia cũng bắt được cái tần số tư tưởng khởi niệm. Hai vị ngồi nói chuyện với nhau cách xa quả núi này qua quả núi kia rất xa mà họ vẫn nói được thông tin với nhau. Bởi vì cái thể tánh nó phát diệu ra được cái thần thông. Còn mình suốt ngày vọng tưởng điên đảo, tham sân si, nghĩ sằng bậy và không có định tâm được thì làm sao mà có thần thông được. Cho nên Ấn Tổ ngài nói nhất tâm vô trụ vạn sự điều nhàn, nhất tâm vô trụ người này sẽ phát sanh ra diệu dụng của chân tâm. Đâu ai tin được đâu. Nhất tâm là nhất tâm niệm Phật, không trụ vào đâu, không trụ vào sắc thanh hương vị xuất pháp, không trụ vào tự tư tự lợi danh văn lợi dưỡng, không trụ vào những cái tập khí dối trá của mình, mà trụ vào chân tâm, hay là trụ vào câu Phật hiệu thì hoặc trụ vào danh hiệu Quan Âm, trụ vào thần chú Đại Bi thì vạn cảnh đều nhàn. Dầu cho dịch bệnh, dầu cho long trời lỡ đất, dầu cho mưa sụp núi lửa nó tới với mình đi nữa cũng vẫn nhàn là nhàn. Tâm họ vô trụ. Vô trụ đây có những người tu thiền họ trụ vào trong tâm thường trụ thì cái chuyện này khó làm, không làm được. Sáng chúng tôi vừa bật YouTube thấy một cái đoạn video, người ta nghe đến chỗ này người ta tâm đắc, người ta nói là Đại Đức Thích Văn Nhàn giảng về chuyện buông xả. Văn Nhàn có gửi một vài người như thầy Phiên, thầy Nhuận Minh rồi một số Phật tử. Thì Văn Nhàn nói là có nói về cái việc mà trụ nơi chỗ vô trụ, là trụ nơi chân tâm thường trụ, mà cái chuyện này mình làm khó. Những người tu thiền họ đi vào lý tánh họ làm được, còn mình trụ vào pháp của Phật, tức là vào câu Phật hiệu, vào danh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Thì chúng tôi khuyên những người hôm nay có mặt ở đây cũng như là nghe được cái điều này, mỗi ngày nên trì 50 biến thần chú Đại Bi. Đây là thần chú bảo hộ thân tâm, không chết vì cái chuyện mà 15 cái điều chết bất đắc kỳ tử mà hôm bữa Văn Nhàn nói. Nên làm như vậy. Cho nên là Hòa Thượng Tiên Hóa là người mà ngài đề xướng thần chú Đại Bi, mà chúng tôi tin tưởng ngài. Cả nơi cái vạn Phật tánh thành không có nước, mà Mỹ nó dùng bao nhiêu cái tối tân nhất để nó lấy nguồn nước không có. Ngài đến ngài cầm cái gậy ngài chỉ chỗ này, ngài kêu khoan chỗ này xuống đi, khoan cái có nước. Các vị đó đi đến đâu là long thần hộ pháp, rồng là họ hỗ trợ, những vị Bồ Tát mà. Cho nên ngài nói trì Đại Bi thì mình cứ chân thật mình làm thôi. Thôi giờ đây là đúng 7:30 thì Giác Nhàn xin ngưng và bắt đầu sáng thứ hai thì Giác Nhàn sẽ nói tiếp nửa tiếng đồng hồ từ 6:30 đến 7:00, nói về cái nội quy thơm thảo của chốn thường trụ Ấn Tổ, nói kỹ về cái nội quy này, nói kỹ về gì sao trong cái lúc nào đang biến loạn không nên xây dựng. Và bắt đầu tuần sau thì thứ hai đến thứ bảy là nói lúc 6:30 đến 7:00. Riêng sáng chủ nhật thì Giác Nhàn cũng sẽ nói cho quý Phật tử về cộng tu một đêm. Sáng họ vô ăn cơm như vậy, bây giờ 8:30 mới tu thì Giác Nhàn cũng nói một tiếng riêng sáng chủ nhật. Bởi vì nói thứ bảy thì một số Phật tử tối hôm nay về cộng tu họ không có được nghe. Mà sáng chủ nhật ngày mai thì chúng tôi lên chương trình cũng có công việc, cho nên ngưng lại sáng thứ hai nửa tiếng đồng hồ, 6:30 đến 7:00, mãi đến thứ bảy luôn. Chủ nhật nói một tiếng đồng hồ, coi như là ngày nào cũng nói chuyện. Thì cái chuyện này chúng tôi cũng gần như là thành thói quen gần 2 năm nay, là mỗi buổi sáng có ăn cơm nói chuyện với huynh đệ. Tuy nhiên hôm nay thì nói nó có cái lập trình và quy trình nó bài bản để ra băng đĩa cho mọi người, người ta có thể cảm nhận được cái quy củ này. Mà cái quy củ này không những chốn thường trụ mà chính nơi bản thân gia đình của quý vị nếu mà áp dụng được thì vẫn tốt. Cái này ngài không phải nói riêng cho chốn thường trụ cảnh Dạ Lam là chùa đâu, mà nếu gia đình mình áp dụng được cái quy củ này thì gia đình mình cũng trở thành thánh hiền thôi. Đó. Còn không đó thì gia đình mình toàn thể là rối rắm,
sống làm thay đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, phần hồn phải đọa lạc. Khác hẳn với người tu, đó là sống người ta dựa vào bậc thánh hiền, người ta cũng chết nhưng mà chết thân mạng này cũng mục nát cùng cỏ cây, nhưng mà tâm họ thì phải siêu thăng về Tây Phương Cực Lạc. Khác hẳn, tu nó phải có cái kết quả như vậy chứ. Những người họ không hiểu gì hết, họ mới nói chuyện tu hành nó không có hữu ích gì, cho nên người ta mới không tu, người ta chê bai chỉ trích. Một số người tu như là tu sĩ vô tu thời gian rồi chán, không có biết điều này cho nên làm quấy rối chốn thường trụ. Một người mà quấy rối chốn thường trụ, quý vị biết cái công đức của mình giảm và cái tội mình tăng cỡ nào. Những người trong thường trụ tam bảo là những người có phước báu, mình làm để cho họ không hoan hỷ, mình làm quấy rối thì cái tội mình lớn cỡ nào. Lớn lắm, lớn lắm. Cho nên hết sức dè dặt kinh sợ, như đi trên băng mỏng, như đi vào vực sâu chứ không phải đơn giản đâu. Thôi, sáng thứ hai giác ngàn gặp lại quý vị ha. Giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Ứng Quang Pháp Sư Vân Sao, Tịnh Hoa Lục, Quyển 1, Tập 1. Những pháp môn khác tuy cao sâu huyền diệu, nhưng phàm phu sát đất ai có thể đích thân chứng được ngay trong đời này để được lợi ích thật sự? Chỉ có tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương là có thể cậy vào Phật tự lực tiếp dẫn vãng sanh. Đã vãng sanh Tây Phương bèn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Kẻ thấp nhất đã bằng với tứ quả A-la-hán trong tiểu thừa và bậc Bồ Tát thuộc địa vị thất tính trong viên giáo. Do vậy biết pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong các pháp môn do Đức Phật đã nói ra trong cả một đời Ngài. Chớ nên dùng sự tu chứng của hết thảy các pháp môn để so sánh bằng định pháp này. Hiện thời có rất nhiều kẻ đại thông minh coi tịnh độ là tiểu thừa, chẳng những chính mình không tu trì mà còn lắm cách chê bai, bài bác, phá hoại sự tu trì của người khác. Chẳng biết pháp này chính là pháp để phàm lẫn thánh cùng tu. Kẻ phàm phu do nghiệp lực sắp đọa địa ngục mà niệm được danh hiệu Phật liền có thể lập tức vãng sanh. Bậc Đặng Giác Bồ Tát sắp thành Phật đạo vẫn phải dùng công đức của 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Pháp môn tịnh độ lớn lao thay, đáng thương thay, những kẻ đại thông minh chẳng những không tu trì lại còn chê bai bài bác. May mắn thay, ngu phụ tín nguyện trì danh được cùng với Quan Âm Thế Chí thanh tịnh đại hại chúng làm bạn lữ. Những kẻ đại thông minh kia dẫu có túc phước chẳng bị đọa trong tam đồ ngay lập tức, nhưng mong được kề vai sát cánh với ngu phụ vẫn chẳng được. Huống hồ đã bán pháp này khó khỏi bị đọa lạc. Những kẻ ấy mắc bệnh ham cao chuộng xa, thật sự chẳng biết cội nguồn của sự cao xa. Nếu họ thấy chư vị trọng hoa tạng hại chúng, nhất trí tiến hành dùng 10 đại nguyện vương cầu sanh Tây Phương sẽ hổ thẹn muốn chết, đâu dám coi pháp môn này là thiếu thừa chẳng đáng để tu trì ư? Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp suốt một đời Đức Phật. Tuy là phàm phu sắc đất đầy dẫy hoặc nghiệp, chỉ cần tín nguyện niệm Phật sẽ có thể cậy vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Dù là vị Bồ Tát đã chứng địa vị đẳng giác cao cả, vẫn phải hồi hướng vãng sanh thì mới viên mãn Phật quả được. Do vậy biết pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài được, thích hợp khắp ba căn, thâu nhiếp hoàn toàn lời căn lẫn động căn. Chúng sanh trong chính giới bỏ pháp này thì trên sẽ chẳng có gì để viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật lìa pháp này thì dưới chẳng có gì để phổ độ quần manh. Chú thích: quần manh còn dịch là quần sanh, có nghĩa là các loài chúng sanh. Đây là tên gọi khác của chúng sanh. Chữ manh hàm nghĩa giống như cây cọ mới nảy mầm, chưa thấy được rõ ràng. Chúng sanh vừa mới phát đạo tâm,
nhưng vẫn còn bị vô minh che lấp, giống như cây cỏ vừa mới nảy mầm nên mới gọi là quần manh. Hết thảy pháp môn không pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp giới này, hết thảy hạnh môn không hạnh nào chẳng trở về pháp giới này. Bởi đây là pháp môn tổng trì thành thủy thành chung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Vì thế được chính giới cùng hướng về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh đều xưởng dương, muôn luận đều tuyên nói. Nhưng pháp môn này do hai Đức Thế Tôn hai cõi tạo lập, Đức Thích Ca nơi Ta Bà dạy rõ tịnh độ để đưa con người đi về cõi cực lạc, Đức Di Đà nơi cực lạc đợi họ lúc lâm chung tiếp dẫn từ Ta Bà về tới cực lạc, ấy là muốn cho chúng sanh thoát được nỗi khổ sanh tử, ngay trong đời này chứng sự vui chân thường, tâm thương xót che chở bảo vệ ấy dẫu hết cả kiếp vẫn khó thể nói tròn. Có kẻ bảo đã là đệ tử Phật Thích Ca, hãy nên niệm Thích Ca Mâu Ni Phật cầu sanh hóa tạng thế giới trong cõi này. Họ chẳng biết Đức Thích Ca dạy niệm A Di Đà Phật nhằm làm cho hàng phàm phu sắc đất nương vào Phật tự lực hồng siêu phàm nhập thánh. Chỉ có bậc đại sĩ đã phá vô minh chứng pháp thân mới thấy được hoa tạng thế giới của cõi này. Phàm phu chỉ thấy uế độ, chẳng thấy được cõi thật bảo chân nghiêm, há nên mong tưởng quá phần. Huống chi Tây Phương cũng nằm trong hoa tạng thế giới, mà trong hội Hoa Nghiêm hết thảy các vị Bồ Tát trong hoa tạng thế giới hải đều dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương để mong viên mãn Phật quả. Ông là hạng người như thế nào mà dám chống đối các vị ấy? Kể từ khi đại giáo được truyền sang phương Đông, Viễn Công lập liên xã đầu tiên, một người sướng, trăm người hòa, không ai chẳng noi theo. Thọa thích bổn hoài của Phật chỉ có mỗi một mình pháp môn này là bậc nhất. Từ đấy trở đi, đời nào cũng có cao nhân tục diệm truyền đăng rạng rỡ trong ngoài nước, mãi cho đến tận hiện thời tông phong chẳng suy sụp. Nhưng Chí Giả đại sư thuộc tông Thiên Thai, Thanh Lương quốc sư thuộc tông Hiền Thủ, Khuy Cơ pháp sư thuộc tông Từ Ân, Bách Trượng thiền sư thuộc Thiền Tông, Đại Chí Luật sư thuộc Luật Tông, không vị nào chẳng giải thích kinh, soạn luận, khuyên khắp mọi người tu trì. Những sự tích của họ đã được chép tường tận trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Do vậy biết những vị chi thức các tông thiền giáo luật đều nói theo hoa tạng hải hội, nhất trí tiến hành cầu sanh cực lạc. Huống chi kẻ căn cơ cạn mỏng đời mập pháp ư, trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hà, bài ký về chuyện xây dựng đại điện của đạo tràng chuyển tu tịnh nghiệp tại núi Linh Nham. Một pháp tịnh độ chính là pháp môn tổng trì thành thủy thành chung, để mười phương tam thế hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Lắm kẻ muốn làm bậc cao nhân để dứt xưa nay bèn coi thường quỷ bán pháp này. Chúng ta nên lấy chư Phật chư Tổ làm thầy, chớ nên lấy những hạng cao nhân ấy làm căn cứ, sẽ được nương Phật từ lực vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Nếu không, liễu sanh thoát tử sẽ là chuyện lâu xa lắm. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời đại sư Tế Thiện. Phải biết trong Phật pháp pháp môn vô lượng, muốn nương theo những pháp môn ấy để tu trì hồng liễu sanh thoát tử, ắt phải đặt đến địa vị nghiệp tận tình không thì mới được. Nếu không, có mộng cũng mơ chẳng được. Chỉ có pháp môn tịnh độ, nếu đầy đủ lòng tính chân thành nguyện thiết tha, lại thêm chí thành khẩn thiết niệm Phật, bèn có thể nương theo Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh thì đã liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nếu chẳng nương vào pháp này tu những pháp môn khác thì chắc chắn khó thể liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Đời này đã gặp được pháp môn này mà chẳng chú ý, tương lai há thể lại gặp được pháp này để liền chú ý tu trì hay sao? Do vậy hãy nên sớm chú ý nơi pháp này. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời một cư sĩ ở Dư Duy. Pháp môn niệm Phật cao cả thay,
do một niềm tâm tánh của chúng ta giống như hư không, thường hằng bất biến. Tuy thường chẳng biến, nhưng niệm niệm tùy duyên, chẳng duyên theo Phật giới, sẽ duyên theo cụ giới, chẳng duyên theo tam thừa, sẽ duyên theo lục đạo, chẳng duyên theo nhân thiên, sẽ duyên theo tam đồ. Do duyên nhiễm tịnh bất đồng, cho nên quả báo khổ vui rất khác. Tuy bản thể chọn chẳng biến đổi gì, nhưng tướng dụng cố nhiên khác nhau một trời một vực. Ví như hư không, được mặt trời chiếu thì sáng, mây đùng bèn tối. Tuy bản thể của hư không chẳng do mây hay mặt trời mà tăng giảm, nhưng tướng hiển hiện hay ngăn lấp cố nhiên có nói tròn năm cũng chẳng hết. Do vì nghĩa này, Đức Như Lai dạy khắp các chúng sanh duyên nơi niệm Phật. Vì thế nói, nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Lại nói, chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Do vậy, lúc tâm của ông tưởng Phật thì tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp phù. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Biện chánh biến chi của chư Phật từ tâm tưởng sanh, hễ duyên theo Phật giới thì tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nếu duyên theo các chúng sanh giới thì tâm này làm chúng sanh, tâm này là chúng sanh. Hiểu rõ điều này rồi mà chẳng niệm Phật thì chưa bao giờ có chuyện ấy. Một pháp niệm Phật chính là lấy hồng danh vạn đức của Như Lai làm duyên, mà hồng danh vạn đức ấy lại chính là vô thượng giác đạo Như Lai đại chứng nơi quả địa. Do dùng quả địa giác ấy làm nhân địa tâm, nên nhân bao trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân. Như người nhiễm hương, thân có mùi hương, như tò vò chút loại sâu, lâu ngày sẽ hóa thành tò vò. Thành Phật ngay trong đời này, chuyển phàm thành thánh, công năng lực dụng ấy vượt trội hết thảy những pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Bởi lẽ hết thảy các pháp môn đều cậy vào từ lực đoạn hoặc chứng chân mới liệu thoát sanh tử. Còn pháp môn niệm Phật thì từ lực lẫn Phật lực hai thứ đều đầy đủ. Vì thế, người đã đoạn được hoặc nghiệp bèn mau chứng pháp thân. Người còn đầy đủ hoặc nghiệp sẽ đới nghiệp vãng sanh. Pháp này cực kỳ bình thường, dẫu là ngũ phu ngũ phụ cũng đạt được lợi ích, nhưng lại cực huyền diệu. Tuy là đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng thể vượt khỏi phạm vi pháp này. Bởi vậy, không một ai chẳng kham tu, mà cũng không một ai chẳng thể tu được. Thực hiện dễ, thành công cao, dùng sức ít lại đạt được hiệu quả nhanh chóng. Thật là một pháp môn đặc biệt trọng giáo pháp suốt cả một đời Đức Như Lai. Cố nhiên chẳng thể dùng giáo lý thông thường để biện luận được. Chúng sanh đời mặt pháp, phước mỏng, huệ càng, chứng dày, nghiệp sâu, chẳng tu pháp này, cứ muốn cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, hồng liễu sanh tử thì khó khăn muôn phần. Trích dẫn văn sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 3, lời tựa cho đạo tràng niệm Phật quanh năm tại Thế Chân Thường Trụ. Pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài phạm vi của nó được, như trời che khắp, như đất nâng đều. Không một pháp nào chẳng được kiến lập từ pháp này, không một ai chẳng được pháp này uống đúc. Do hết thảy các pháp đại thiếu thừa Đức Như Lai đã nói trong suốt một đời đều là tùy theo căn tánh của chúng sanh mà nói, hoặc khê lý nhưng chẳng thể khi hợp khắp mọi căn cơ, hoặc khê cơ nhưng chẳng thể khi hợp chí lý, lý tộc cùng một cách triệt để. Vì thế bản hoài xuất thế độ sanh của Đức Như Lai bị khuất lấp, chưa được thống suốt. Đại pháp khiến cho chúng sanh được liệu thoát ngay trong đời này còn bị ẩn kín, chưa được tỏ bày. Pháp hồi Hoa Nghiêm tuy đã hướng dẫn về Tây Phương, nhưng hàng nhân thiên quyền thừa Bồ Tát chưa được nghe. Các kinh cũng nhiều phen nói đại lược những đầu mối tốt lành, nhưng cương yếu pháp môn chưa được đặt để. Do vậy, Đức Như Lai khởi lòng vô duyên từ, vận tâm đồng thể bi, trong hội phương đẳng đặc biệt nói bá kinh tịnh độ Di Đà, độ khắp ba căn, thâu tròn chính giới, xiển dương đạo màu, thành thủy thành chung của Như Lai, dạy cho chúng sanh quy mô vĩ đại, tâm làm, tâm là.
cơ luận lý đều khế hợp, phàm luận thánh đều được nhờ, như thuốc A Dạ Đà trị chung vạn bệnh, như mười phương hư không bao hàm trọn muôn hình tượng, khiến cho khắp thánh phàm đều thành tựu đạo nghiệp trong đời hiện tại, tỏ bày thông suốt bản hoài xuất thế độ sanh của Như Lai. Nếu Đức Như Lai chẳng nói pháp này, thì chúng sanh đời mặt pháp không một ai có thể liều thoát sanh tử ngay trong một đời này. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển thường, lời tựa Ấn Tống, Ấn Quang, Văn Sao Tục Biên. Phật pháp rộng sâu như biển cả, chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu tột nguồn đấy. Chính pháp giới kia, dù thánh phàm, lời đồn khác nhau, ai nấy đều tùy theo khả năng của chính mình để tu tập hồng chứng nhập. Ví như tu la, hương tượng và muối mồng, uống nước biển cả, mỗi loài uống no bụng rồi đi. Nếu muốn một hơi hút cạn hết, trừ phi là kẻ có dung lượng bằng biển cả mới làm được. Nếu không, chỉ có thể đích thân nếu vị nước biển, chưa dễ gì thấu tột nguồn đấy được. Nhưng Phật pháp chính là pháp sẵn có trong tâm của hết thảy chúng sanh, ngoài cái tâm của chúng sanh ra chọn chẳng có pháp nào thêm vào được, vì bản thể của tâm hết thảy chúng sanh và tâm Phật chẳng hay. Nhưng do mê muội chưa ngộ, bèn khởi hoặc tạo nghiệp, theo nghiệp chịu khổ, đến nỗi trí huệ đức tướng sẵn có nơi cái tâm ấy bị phiền não ác nghiệp che lấp, giống như mây phủ kín mặt trăng, chẳng thấy được tướng sáng. Tuy chẳng thấy được tướng sáng, nhưng tướng sáng của mặt trăng vẫn tự thường chẳng biến đổi, tròn chẳng bị giảm suy. Do vậy Đức Như Lai khởi lòng từ vô duyên, vẫn lòng bi đồng thể, tùy thuần cơ nghi thuyết pháp, tuy tùy theo căn cơ đặt ra, đại tiểu, quyền thật, thiên viên, đúng tìm, đủ mọi thứ sai khác, nhưng bổn ý của Đức Phật không lúc nào chẳng nhằm làm cho hết thảy chúng sanh đều trái chừng hiệp giác, bỏ mê về với ngộ, thoát khỏi sanh tử huyễn vọng, thành tựu Phật đạo vốn sẵn có mới thôi. Do chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng chưa dễ gì tiêu trừ, nên Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật, để hết thảy dù phàm hay thánh, dù ngu hay trí, đều cùng nương vào hoàn thể nguyện lực của Đức Di Đà vãng sanh Tây Phương, hồng khôi phục tâm tánh sẵn có, thành vô thượng Bồ Đề dễ dàng. Từ khi Phật pháp được truyền vào chứng đáng Trung Hoa, hơn 1800 năm qua, phàm là bậc vua thánh, tôi hiền, vĩ nhân, danh sĩ, không ai chẳng tuân phụng lời Phật dặn dò mà hồi trì lưu thông. Bởi lẽ Phật pháp tuy thuộc pháp xuất thế, nhưng tất cả đạo sự thế trong cuộc đời đều được bao gồm chẳng sót. Phàm những gì Phật pháp đã nói về cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, đều chẳng khác gì với những điều thánh nhân thế gian đã nói. Thánh nhân thế gian chỉ dạy dỗ con người chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận, còn Đức Phật dạy rõ báo ứng thiện ác của việc chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận, và không chọn hết tình nghĩa, không chọn hết bổn phận. Chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận thì chỉ có thể dạy bậc thượng trí, còn nếu là kẻ bỗng tánh ương bướng kém cỏi, nếu không giả vờ làm ắt sẽ trúng trái. Nếu họ biết báo ứng thiện ác thì muốn làm lành ắt sẽ gắng sức, muốn làm ác ắt chẳng dám làm. Đối với những pháp nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo vân vân, do Đức Như Lai đã nói, kẻ sâu sắc sẽ thấy là sâu sắc, kẻ nông cạn sẽ thấy là nông cạn. Dùng những pháp ấy để tu tâm sẽ có thể đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử. Dùng những pháp ấy để giữ yên cõi đời thì sẽ thắng được tàn bạo, bỏ được giết chóc, bỏ sự bạc ác, trở thành thuần lương. Gần đây thấy đạo nhân tâm đã suy hàm đến cực điểm, đua nhau đề xướng cách thức mới, vứt bỏ đường lối cũ. Ngay như cả mối quan hệ cha con, vợ chồng, họ còn muốn đạp đổ, huống chi những mối quan hệ nhỏ hơn ư? Vì thế thiên tai nhân họa liên tục giáng xuống, vần nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Những người có tâm lo cho thế đạo nhân tâm, muốn cứu vãn, đều khuyến khắp mọi người nghiên cứu Phật học, kiên giết
phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, đừng làm các điều ác, vâng giữ những điều lành, từ một truyền mười, từ mười truyền trăm, cho đến ngàn, đến vạn, không ai chẳng ngã theo chiều gió, mong sao thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Đây quả thật là pháp luân căn bản, để dứt đời loạn, vãn hồi vận nguy, uống nắng thấy đạo lòng người vậy. Đặng trong thời này, nếu chẳng dùng nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi để dạy dỗ, dù thánh hiền đều cùng xuất hiện trong cõi đời, cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Nếu chẳng lấy tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để tu, dẫu là kẻ thiện tư cao thượng, cũng khó lòng động hoặc chứng chân liễu sanh thoát tử. Chú thích: hương tường là một loài voi lớn, thân có mùi thơm nồng gắt, thường tỏ mùi rất hăng trong thời kỳ nó động dục. Theo Đại Tỳ Bà Xá Luận quyển 30 chép, trong thời kỳ ấy hương tường rất mạnh, tánh chất cực hung bạo, khó thể chế ngự, sức của nó mạnh bằng 10 con voi thường. Vì loài voi này rất mạnh, có thể vượt sông dễ dàng, nên kinh thường dùng hình ảnh hương tượng đậu hà, có nghĩa là voi thơm vượt sông, để chí bậc đại căn đại lực có thể dũng mạnh thoát dòng sanh tử. Trích dựng Văn Sao Tục Biên, quyển Hà, lời tựa sách Học Phật Thiện Thuyết. Đức Đại Giác Thế Tôn thương các chúng sanh mê trái tự tâm, luân hồi xấu nẻo, trái nhiều kiếp lâu xa không thể thoát ra. Do vậy khởi lòng vô duyên từ, vận dụng lòng đồng thể bi, thì hiện sinh trong thế gian thành đặng chánh giác, tùy thuận cơ nghi trọng dạng các pháp. Nói bao quát đại cương thì gồm có năm tông. Năm tông là như thế nào? Chính là luật, giáo, thiền, mật và tình. Luật là thân Phật, giáo là ngữ Phật, thiền là tâm Phật. Phật sở dĩ thành Phật chỉ do ba pháp này, Phật sở dĩ độ sanh cũng chỉ có ba pháp này. Nếu chúng sanh thật sự có thể nương theo luật, giáo, thiền của Phật để tu trì, thì ba nghiệp của chúng sanh sẽ chuyển thành ba nghiệp của chư Phật. Ba nghiệp đã chuyển thì phiền não chính là bồ đề, sanh tử chính là niết bàn. Lại sợ kẻ túc nghiệp sâu nặng, ắt chẳng dễ chuyển, nên dùng sức gia trì Đà La Ni Tam Mật để uống đúc. Như tò vò bảo con nhồng: giống ta, giống ta, bảy ngày sau sẽ biến thành tò vò. Chú thích: tam mật là thân mật, khẩu mật, tâm mật. Lại sợ kẻ căn khí kém hèn, chưa được giải thoát, hễ thọ sanh lần nữa khó tránh khỏi mê mất. Do vậy đặc biệt mở ra một môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để dù thánh hay phàm đều cùng trong đời này được vãng sanh Tây Phương. Thánh sẽ mau chứng vô thượng bồ đề, phàm thì vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử buộc ràng. Do kỵ vào Phật tự lực nên công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bằng. Phải biết luật chính là nền tảng của giáo, thiền, mật, tình. Nếu chẳng nghiêm trì cấm giới sẽ chẳng thể đạt được lợi ích thật sự nơi giáo, thiền, mật, tình. Giống như xây lầu cao vạn trường, nếu nền móng không vững thì chưa xây xong đã sụp. Tình là chỗ quy tốt của luật, giáo, thiền, mực như trăm sông vạn dòng đều đổ vào biển cả. Bởi lẽ pháp môn tịnh độ chính là pháp môn trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, thành thủy thành chung của mười phương tám thế chư Phật. Vì vậy trong phẩm Nhập Pháp Giới của Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài được Phổ Hiền Bồ Tát Gia Bị khai thị đại chứng đặng giác. Ngài Phổ Hiền bèn dạy phát mười đại nguyện vương hồi hướng vạn sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để mong viên thành Phật quả. Lại dùng mười nguyện ấy khuyên khắp hoa tạng hải chúng. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ chương hạ phẩm hạ sanh: dẫu là kẻ ngũ nghịch thập ác, sắp đọa A Tỳ địa ngục, được thiền chi thức dạy cho niệm Phật, hoặc niệm mười tiếng, hoặc chỉ bảy tiếng, rồi liền mạng chung, cũng được Đức Phật tiếp dẫn vạn sanh Tây Phương. Xem đó thì trên từ đặng giác Bồ Tát chẳng thể ra ngoài pháp này, dưới đến tội dân ngũ nghịch thập ác cũng có thể vào trong pháp này. Công đức lợi ích ấy vượt trội hết thảy các pháp khác trong giáo pháp cả một đời Đức Phật. Bởi những giáo pháp trong cả một đời Ngài đều kỳ vào tự lực để thoát sanh tử,
Còn pháp môn tịnh độ, kẻ chưa độ hoặc cậy vào Phật tự lực liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Người đã độ hoặc cậy vào Phật tự lực bèn mau chứng lên bậc địa thượng Bồ Tát. Đây chính là pháp môn đặc biệt trọng giáo pháp cả một đời Đức Phật, chẳng thể dùng những giáo pháp theo đường lối thông thường để bàn luận được. Vì thế các kinh đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, v.v., các vị đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, v.v., các đại tổ sư như Mã Minh, Long Thọ, v.v., thấy điều xuyển dương, khen ngợi, chỉ dạy, khuyên khắp chúng sanh vạn sanh. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 2, thư tuyên ngôn kết xã niệm Phật của chùa Thanh Liên ở Lô Sơn. Kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, những kinh này được gọi chung là Tịnh Độ Tam Kinh, chuyên giảng về duyên khởi, xử lý tịnh độ. Những kinh đại thừa đều nói kèm tịnh độ, như kinh Hoa Nghiêm là lúc Như Lai mới thành chánh giác, vì 41 địa vị pháp thân đại sĩ xứng tánh giảng thắng vào nhiều pháp nhất thừa. Cuối cùng thiện tài đồng tử tham học khắp các thiện trí thức chứng ngang với chư Phật, bèn được Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho 10 đại nguyện vương, khiến cho thiện tài và Hoa Tạng hại chúng hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Trong Quán Kinh, hạ phẩm hạ sanh, ngũ nghịch thập ác, đủ mọi chuyện bất thiện, lúc lâm chung tướng địa ngục hiền, có thiện chi thức dạy niệm Phật, người ấy liền vâng lời dạy, xưng niệm Phật danh chưa đủ 10 tiếng liền thấy hóa Phật, xòe tay tiếp dẫn vãng sanh. Kinh Đại Tập chép đời mặc pháp ức ức người tu hành, hiếm có một kẻ đắc đạo, chỉ có niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử. Do vậy biết một pháp niệm Phật chính là đạo để thượng thánh hạ phàm cùng tu, là hạnh chung để hành của mọi người. Dù ngu hay trí, hạ thu dễ thành công cao, dùng sức ít hiệu quả nhanh chóng. Do chuyên cậy vào Phật lực nên lợi ích thù thắng, là đạo pháp siêu việt đường lối thông thường. Người xưa nói học đạo đời các môn khác như con kiến bò lên núi cao, niệm Phật vãng sanh như căn buồm xuôi gió thuận nước, có thể gọi là khéo hình dung nhất. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 1, thư gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền. Trân trọng cung kính pháp bảo hết tập 1.